Trời ơi, cái nhà ông này có mấy quả trứng mà suốt từ sáng đến giờ làm cái gì ở ngoài ấy không biết cái chứ. Đây đây, tôi đây, tôi đây. Ui khổ thân tôi. Đây rồi, tôi đây rồi. Tôi tưởng ông ngủ ở ngoài với mấy con gà rồi chứ Ngoại hả? gì? Tôi phải đợi con hoa mơ nó đẻ thêm mấy quả nữa thì mới đủ 20 quả. Chứ 19 Rồi quả thì cho đứa nào 10, đứa nào 9 ôm lại nào. còn xanh xanh đỏ đỏ, giấy nào mà chẳng được đồng bóng. Bà chả hiểu cái gì cả. Giấy xanh là trứng gà cái, mà giấy đỏ là trứng gà đực. Đứa nào mà nó thiếu dương thì tôi cho nó trứng gà xanh. Đứa nào mà nó thiếu âm thì tôi cho nó trứng gà Ôi, ông không nhanh lên là nhỡ chuyến xe lên thành phố rồi, ông hiểu chưa? đực. Bà cứ yên tâm, Quá chứ thì mất. này tôi lên thành phố là tôi kiểm tra xem anh em nhà nó sống thế nào, có đúng thiên chức người cha người chồng không, có giống như tôi đề cao truyền thống của gia đình không. Thôi thôi thôi, ông ơi, mong sao chúng nó cũng đừng đảm đang quá, hóa mới lại mê muội như ông đấy. Hả? Cái gì? Bà bảo tôi mê muội á? Thế chả ông thì còn ai? Ông nguyên tắc, ông cứng đờ, cứng như khúc gỗ ấy. Này, tôi nói cho bà biết nhé, tôi không nguyên tắc, không cứng đờ thì làm sao mà giữ được nề nếp gia phong của cái gia đình nhà này? Thôi thôi, ông nhanh lên cho tôi nhờ Được ông. rồi, được rồi. Ông. Được rồi. Ông làm cái gì? Bà ra đây tôi, bà ra đây. Bà cứ ra đây. Nè. Hay. À, mà đứng lên cân, đứng lên cân. Thế, thế, thế nhá. Đứng nguyên nhá, đứng nguyên. Xem nào. 55 cân 3 Trời lạng ơi. 2. Đứng nguyên, đứng nguyên đấy, đứng nguyên. Đây Cái rồi. gì? Tôi xem cái vòng cổ của bà. Người mẫu à? Còn hơn cả người mẫu mà. 25. Xem nào. À, vòng thứ hai 80. Vòng thứ ba 100. Được rồi. Ơi. Rồi, tôi nhớ rồi. Bao nhiêu năm nay ý, tôi chăm sóc cho bà từ miếng ăn từ giấc ngủ. Bây giờ tôi đi vắng một tuần, không biết là bà có tuân thủ được cái ý của tôi không? Tôi hứa với ông là sẽ tuân thủ nghiêm khắc tất cả những cái luật lệ ông đã ghi ở trong này, được Bà chưa? nhớ nhá. Tôi đảm bảo với ông khi ông về, tôi vẫn Nguyễn Y Vân. Này, Nguyễn Thị Vân là cái gì? Tối dạ là vẫn Y Nguyễn. Tôi nhắc lại cho bà biết, tôi đã ghi chép đầy đủ. Tôi về mà bà thiếu một lạng, bà sút đi một phân, bà chết với tôi đấy. Thôi, ông khẩn trương, ông đi nhanh như cho tôi nhờ. Được rồi, Đi, được đi, rồi, đi, được đi, rồi, được rồi, đi, rồi, đi. được rồi. À, này, này, bà ra tôi bảo. Gì? Bà. Tôi đi nhá. Thì rõ cái nhà ông này. Tì ra rồi, tì ra muôn năm, thoải mái quá. À, Sướng ơi, xong rồi đây. Đây, nóng rồi nhá. Ấy, 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 từ từ con ơi. Cái gì ạ? Quàng cái khăn này vào, quàng cái khăn này vào. Ôi, bố Tôi ơi, con dậy hết cả lớn quần rồi, áo. con tự lo được. Quá, chưa được, chưa được, chưa được. Từ từ đã ăn. Đây, 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 đây. Mà con tự lo được cho mình, bố yên tâm. Ừ, anh lo được á, thì đã chả phải bà. Wow, nói có sai câu nào đâu. Dây dưa bẩn hết cả rồi đây này. Thôi, bố cứ để tự con ăn được, bố không phải lo đâu. Anh tự được ấy, tôi đã phúc. Nào, nào, đưa đây, đưa đây, đưa đây. Ăn cũng phải biết được ăn con ạ. À. Lóng nga, lóng ngóng thế, rồi người ta cửa cho. Nào, nào, há mồm to, há mồm, há ra. Ừ, nhai rồi nuốt đi. Thôi, bố để con tự ăn có được không? Ừ, anh còn bé lắm anh ạ. À. Nào, làm thiệt nữa nào. À, đấy, ôi dồi ôi, này, này, đấy. Ừ. Thôi bố ơi, Hả? con no này, con no là được. Ăn được thìa nào mà no, anh phải ăn nốt chỗ này rồi mới được đi đâu thì mới đi, nhá. Thôi thế, bố để con tự ăn nhá. Ăn, ăn, ăn. Úi dồi, cái gì mà nhiều thế bố? Bố ơi, bố cho cái gì vào đây đấy? Đây là nước tinh khiết, có pha muối. Hả? Ừ. Để làm cái gì ạ? À? Để làm gì? Để xúc họng chứ còn làm gì nữa. Con học hành nhiều, cổ họng ấy, đấy, nó sẽ bị khan. Nhá, lúc nào khan ấy thì phải xúc cái nước muối này, tốt lắm đấy. Con biết rồi, con biết rồi. Đây là thuốc xịt mũi này. Rồi, con nhớ rồi. Đây ý. Là dầu gió này. Còn đây là... Thôi bố ơi, bố nhanh cho con nhờ, thằng Trung nó đang đợi ngoài kia kìa. Bố nhanh lên, nhanh, nhanh, nhanh. Có cái gì nữa không ạ? Đây là giấy vệ sinh. Phải dùng tất cả bằng đồ nhà con ạ, nó vẫn tốt hơn.
chưa trên đó bố thấy mất vệ sinh lắm. Được rồi, con biết rồi, con nhớ rồi. Tôi ăn có mỗi cái này thôi gì? Từ từ đã, để nghe bố dặn. Lên trên đấy là học hành ấy, là phải tập trung vào. Vâng. Không được đàn đúm, rồi bạn bè, rồi là cờ bạc, rượu chè, hút sách là chết người đấy con ạ. Rồi bố ơi, con nhớ rồi. Bố cứ yên tâm. Mấy cái đấy con không dính vào đâu. Có mỗi thế này thôi gì, con đi nhá. Từ từ, con chứ nhỉ. Thế con bố quên cái gì nhỉ? Bố quên cái gì, bố nhớ xem nào, con đi. Sữa. Thế bố lấy nhanh lên. Để bố lấy đi. Đi, nhanh. Sữa. Bố dặn đã này. Dạ. Đây, sữa đã đủ lạnh rồi đấy con ạ. Con cầm đi, này. Nhớ là đúng 9 giờ là phải uống, nhá. Úi giời mà thôi, lúc nào đến giờ bố gọi điện thoại vậy, dặn mày nó cũng bằng thừa. Rồi, bố cứ yên tâm, không phải gọi điện cho con nhớ rồi. Đúng 8 giờ con uống sữa. Đúng 9 giờ con uống sữa. Bây giờ bố vào nhà nhé, con đi không muộn. Từ từ, bố dặn nốt đã. Nhớ này, 9 giờ là phải uống sữa. Rồi ạ. Còn lúc nào mà thấy mũi ngứa ấy, thì kê đây, cái ống thuốc mũi bố để đây nhá. Nhỏ mỗi bên một giọt nhá. Rồi thì là con nhớ rồi. Thôi bố ấy đi con. Kìa rồi. Kìa. Bố dặn nốt là này. 9 giờ là uống sữa. Khổ quá đi mất. Đang ơi. Dạ. Đây thấy rồi, đang rồi. Ông lên đấy ạ. Không để con. Này, thế thằng sướng đâu rồi? Dạ, cháu nó đi rồi ông ạ. Đi đâu? Nó bảo nó đến nhà trọ ở với thằng bạn nó để làm bài tốt nghiệp ạ. Sao lại đến nhà trọ? Thế là hỏng hết rồi. Chắc là anh lại làm cái gì cho nó bực mình. Nó bỏ nhà nó đi chứ gì? Dạ không ạ. Con đã chiều chuộng nó hơn cả bố của con ấy. Thế mà không hiểu sao nó vẫn bỏ đi là thế nào hả ông? Anh làm chưa đúng, chưa đủ ý tôi dặn anh rồi. Khổ quá, con đã làm rất đúng, rất đầy đủ tất cả quy trình ông đã đề ra, không sai một điểm nào. Thế mà vợ bỏ đi đằng vợ, con bỏ đi đằng con, khổ không chứ. Thôi, đừng có ủy mị như đàn bà thế. Vào nhà, tôi bày cách cho anh. Đi vào đi, đi vào nhà. I like saying like, but I don't like English. Xin chào. Bây giờ mình đi học về đi. Học tiếng Anh khó quá ông ạ. Đọc gãy cả lưỡi. Không biết ghi chép nào, chữ xấu quá. Này, có bảo mẫu như ông sướng thật đấy nhờ. Sướng cái con khỉ lại chả không à. Mà bây giờ đã đến 9 giờ đâu mà đã uống sữa. Hay là ông sợ là đang uống sữa bố ông gọi điện ông lại bị sặc sữa? Ông đừng có trêu tôi nữa đi. Tôi bảo tôi nghĩ mãi ra rồi. Bây giờ ông phải giúp tôi cái việc này. Từ bây giờ trở đi, ông có nhiệm vụ ngăn cản không cho bố tôi vào đây với bất kỳ lý do gì, nhớ nhá. Tôi lạy hồn, ông dở à? Ông biết rằng bố ông nói chuyện dai như đỉa ấy, suốt ngày ép ông như thế, không cho cụ vào, cụ tát cho phù mỏ ấy. Yên tâm, không sao đâu. Sao? Tôi nói thật với ông nhá, bố tôi mắc bệnh gì không mắc, lại đi mắc cái bệnh thích chăm sóc người khác. Mà tôi chán cái cảnh đấy rồi. Ôi giời ơi, ông đang nhung lụa sướng rồi ông không biết. Nè, tôi có ai quan tâm đâu. Được nhờ ông quá là sướng ấy chứ này. Sướng mà sướng không còn đây này. À mà ông ơi, thế nhỡ may mà một cái trường hợp cụ thể, tự nhiên bố ông lại đến, rồi bố ông lại bắt dùng dầu gió này, rồi là bắt dùng xịt mũi, rồi là dùng giấy vệ sinh thì nhà. Thôi. Đúng rồi. Cái này mình chưa nghĩ ra. Nghĩ ra phương pháp mà phòng tránh đi ông ạ. Làm gì nhỉ? Thế nếu như mà tự nhiên không buồn mà lại bắt cầm giấy vệ sinh thì... Không được. Nghĩ ra rồi. Bây giờ nhá, nếu bố tôi mang những cái thứ đấy đến, hoặc là hỏi gì, dặn gì, ông cứ cầm hết rồi ông mang đưa lại cho tôi. Ông bảo là tôi đang bận làm đồ án tốt nghiệp, không có thời gian tiếp người ngoài, rồi thì không có thời gian làm những việc cá nhân. Cho nên là tôi phải tập trung vào, nhớ nhá. Cứ như thế. Ông ơi, thế ông bảo tôi làm security cho ông á? Thôi không được. Tôi xin ông giúp tôi đi, mà. Có tí trợ cấp gì không? Nà. Trợ cấp. Thế? Bạn bè mà đòi tiền. Ôi, rất là công bằng. Thuận mua vừa bán, ông không đồng ý thôi. Việc không? Từ, để nghĩ. Tiền thì tôi không có rồi. Đây rồi. Thế này nhé. Chia đôi. Đấy. Xịt mũi này, tôi với ông chia đôi. Mỗi thằng xịt bên, tôi xịt bên trái, ông xịt bên phải nhá. Rồi. Giấy vệ sinh này, dùng chung, ok. Rồi.
Đây, dầu gió. Ông dùng đi. Ôi, ông rủa tôi bị cảm sao rồi bảo tôi dùng dầu gió không với ông? Không phải. Thì lúc nào mà đau bụng thì dùng thôi. Sữa có 4 sữa thì tôi uống thôi. Thôi ông uống rồi thì để tôi 2 hôm. Rồi ông yên tâm, như thế là tôi sẽ bảo vệ ông. Còn chai nước này, đây là chai nước tinh khiết pha với muối. Bố tôi gửi lên dành riêng cho tôi. Nhưng mà tôi với ông dùng chung. Điện thoại. Chắc là lại gọi điện nhắc uống sữa đi mà. Cô ơi là bố, alo. Vâng, con biết rồi, con uống rồi. Khổ quá, bố mà nói câu nữa là con uống hết 4 hộp đấy. Vâng, được rồi. Ngày súp miệng 6 lần, con biết rồi. Khổ quá, thôi, thế bố nhá, con đang bận làm đề án thi tốt nghiệp. Vâng, con nhớ rồi, vâng, thôi bố nhá. Hả, ok, này. Trời ơi, có kịp nghe mình dặn không ấy chứ, con với cái. Có khi phải mang đến tận nơi cho nó mới được. Đúng, đây là một việc rất hệ trọng. Vâng. Anh không thể tin nó qua cái điện thoại được. Vâng. Anh phải đến tận nơi xem nó thế nào. Dạ. Thế, còn ít trứng đực, trứng cái đầy đủ đây. Thôi, ông ơi. Hả? Ông mang tất cả sang biếu chú Trăm cho con. Của cháu con đã lo đầy đủ cả rồi ông ạ. Thôi vâng. Thế tôi sang thằng Trăm nhé. Dạ vâng ạ. Xem nó sống ra làm sao nhé. Dạ vâng ạ. Có gì anh nhớ phone cho tôi đấy. Dạ vâng ạ, ông đi ạ. Tôi đi nhá. Dạ. Nhớ phone cho tôi đấy. Vâng ạ, ông nhớ. Anh Sướng này. Hả? Em nghe nói bố anh đảm đang lắm phải không? Thì ông bố nào mà chẳng như thế. Tất nhiên là bố anh cũng không ngoại lệ. Sữa này, giấy ăn này, rồi còn cả dầu gió nữa, rồi còn cả thuốc ngừa mũi nữa. Bố anh chuẩn bị cho anh hết đấy à? Còn hơn cả học sinh mẫu giáo ấy chứ. Anh Sướng nhất rồi đấy nhá. Không phải đâu. Mấy cái này là của bố thằng Trung gửi cho thằng Trung ấy mà. Của thằng Trung đấy. Em không phải quan tâm đâu. Thế à? Thế mà trong này lại có tờ giấy ghi là Sướng ơi, 9 giờ nhớ uống sữa nhé con. Anh Sướng này, em hỏi anh phải trả lời thật nhá. Em cứ hỏi đi. Anh sẽ không dối gian em lời nào đâu. Anh có yêu em không? Anh yêu em lắm. Anh yêu em lắm. Thế sau này anh có muốn cưới em không? Có. Tất nhiên là anh muốn lấy em rồi. Anh không lấy em thì anh lấy ai? Nhưng mà sau này lấy nhau phải ra ở riêng, không có bố nhắc nhở anh, chăm sóc cho anh, nhắc anh đi vệ sinh này, đi ăn này, uống sữa này. Em yên tâm, mấy việc này anh tự làm được. Thật không? Anh sẽ tự chăm sóc tốt cho bản thân mình. Không những thế, anh còn chăm sóc cho cả em. Rồi thì em, chị em, cô dì, chú bác em, bố mẹ em, ông bà em. Nói chung là anh sẽ chăm sóc được hết. Thật à? Em không tin à? Này, nhà anh là có gen di truyền đảm đang đấy nhá. Từ đời ông nội anh này, truyền xuống cho bố anh này. Và bây giờ anh được thừa kế một đức tính đảm đang tốt đẹp. Anh sẽ là bến bờ hạnh phúc của đời em. Nhưng mà em sao? Ăn cơm cũng cần có người đốt đấy. Em yên tâm, anh sẽ là người đút cơm cho em. Em uống nước cũng cần có người rót nữa. Anh sẽ là người lấy nước cho em uống. Thậm chí đi... Đi vệ sinh như gì? Em yên tâm đi, ngay cả lúc em đi vệ sinh anh cũng sẽ sẵn sàng đứng bên cạnh em bảo vệ em. Vừa lòng khách đến, vui lòng khách đi. Em không tin à? Này, ngay nhà bên cạnh này là nhà vệ sinh rồi. Em thử luôn cho nhanh. Thôi, em đi này. Em cứ yên tâm đi. Sau này khi mỗi sáng thức dậy, anh sẽ lấy nước rửa mặt cho em. Rồi thì buổi trưa anh cũng lấy nước rửa mặt cho em. Tối đến anh cũng sẽ lấy nước cho em rửa mặt. Rồi đang đêm em ngủ, anh cũng sẽ ân cần gọi em dậy và anh lấy nước... Để làm gì ạ? Rửa mặt cho em thôi. Thâm à? Người ta đang ngủ tự nhiên đánh thức dậy để rửa mặt. Nếu mà em không thích thì thôi vậy. Anh sẽ rửa mặt lúc em thức thôi, có được không? Ôi, đáng yêu quá. Bông hoa lòe loẹt của lòng anh.
cháu chào bác Đang ạ. Cháu. Dạ. Bác mang gì cho sướng đấy hả bác? Dạ. Sao học lâu thế hả cháu? Dạ vâng, học thì phải lâu chứ bác. Dạ. Trời nắng thế này. Dạ. Thằng nhà sướng nhà bác mà nó mà không có cái khăn này nó lau ấy thì mồ hôi nó đổ ra. À, chết đi cháu ạ. À, dạ bác cứ mang để cháu mang vào cho bạn sướng ạ. Chết không được. Dạ. Cháu thì bận trăm công nghìn việc mà bác phải đưa tận tay cho nó. Bác yên tâm được cháu ạ. Ui bác ơi, cháu dối việc không mà. Mà cháu hứa với bác nha, dù có cắt đầu cháu đi, cháu cũng không bao giờ dám lơ là cái chuyện là mang khăn vào cho bạn sướng. Ừ, biết là như thế. Dạ. Thế nhưng mà không đưa được tận tay cho nó, bác lò lò thế nào ấy. Ui bác ơi, bác cứ để cháu mang vào, khổ quá. Sao bác không tin cháu nhỉ? Bác không tin cháu thì cháu viết đơn cho bác. Cháu sẽ viết cái đơn xin hứa cho bác. Trời ơi. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập, tự do, hạnh phúc. Đơn xin hứa sẽ mang khăn vào cho bạn sướng là con của bác Đang. Ờ thôi, không phải đơn từ gì đâu. Bác tin cháu là được rồi chứ gì. Dạ không, bác ơi, bác phải để cho cháu viết đơn. Để có cái gì xảy ra nếu mà cháu làm sai ấy, thì bác mang cái đơn này đến trụ sở công an nơi gần nhất. Bác cứ kiện cháu thoải mái. Cháu xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật với bác. Bác yên tâm chứ. Bác yên tâm rồi. Này, dạ? Chăm sự bác nhờ cháu. Rồi bác yên tâm. Nhưng mà dạ. Nhớ này. Dạ. Nó ra một cái là cháu phải đưa lập tức đưa khăn cho nó. Dạ nó vâng. Nhá. Dạ vâng. Thằng này mồ hôi trộn nhiều lắm cháu. Rồi. Này, rồi nhớ bác, nhá. Dạ. Phải đưa tận tay đấy. Rồi bác, bác cứ về bác yên tâm nhá. Bác đi. Đây bác về đây. Bác đi về. Dạ. Ra trường em có muốn lấy anh không? Tất nhiên rồi. Em cứ yên tâm đi. Nếu em lấy anh chắc chắn em sẽ hạnh phúc đấy. Hả? Ôi bác ơi. Ôi bác ơi. Chào cháu. Con. Ông ơi. Đây. Ông ơi, tôi đã dùng hết mọi biện pháp nghiệp vụ rồi mà bác vẫn nhanh như sao bác vẫn lao vào. Trời ơi. Thế thì cắt khoảng phụ cấp nhá. Ôi con ơi. Thôi. Dạ. Chuyện gì nói sau. Bây giờ nghỉ tay ăn cơm đã rồi vẽ đồ án sau. Dạ. Dạ. Đây con này. Cô giáo thông cảm nhá. Dạ. Phải ăn mới có sức khỏe. Ôi trời. Vâng, bác cứ tự nhiên ạ. Bộ có biết đây là ai không? Thì cô giáo hướng dẫn tốt nghiệp. Cô giáo nào? Đây là người yêu con. Vợ sắp cưới đấy rồi. Trời ơi. Này, người yêu con à? Ui, yêu càng phải có sức khỏe con ạ. À. Sức khỏe tốt, yêu nó mới tốt con. Đây. Thông cảm nhé. Đây rồi, xong đây thôi. Lớn rồi mà mình chỉ coi. Chỉ ngon lắm, cơm nóng canh chẳng. Nào. Lại ăn nào. Lại ăn đi. Ôi, này. Ô, ăn này, uống này. Cái con ơi. Bố có biết bố làm thế này là quá đáng lắm không ạ? Con không phải là đứa trẻ lên mà. Ôi, đi nhanh lên. Ông ơi, tôi đi với. Con ơi, kìa, Sướng ơi. Chết, chán, chả uống gì cả thế này. Sướng. Ôi trời, đó là thứ đồ hồ vất vả. Không biết tầng 2 thế nào đây. Hỏi ai? Xin lỗi, tôi nhập nhà. Rõ ràng địa chỉ này thôi mà. Kìa, bố. Bố lên bao giờ mà không báo cho con hay. Ôi giời ơi, vào nhà đi bố, sao đứng cửa làm cái gì? Đưa con cầm cho nào. Cả trứng được. Ôi giời ơi, lại mang cho con trứng được trứng cái nữa. Bố vào nhà. Bố vào đi. Ôi giời ơi, lần sau lên ý, bố phải báo con một câu nhá. Này, đi chợ suốt từ sáng bây giờ mới về là thế nào? Thì cũng phải nâng lên đặt xuống thì mới mua đồ ăn thức uống nó vừa ngon vừa rẻ được chứ cô. Nhưng mà tôi đói rồi. Xin giới thiệu với cô. Đây là ông cụ thân sinh ra tôi, Tôn Thất Đản. Còn giới thiệu với bố, đây là cán bộ giúp việc nhà con, tên là Đỗ Thị Kim Lành. Cô Lành. Dạ, xin chào cô. Không dám.
Cán bộ giúp việc là cái gì? Ôi trời ơi, là ô xin. Con nói thế cho nó. Dạ, thôi thôi, bây giờ này bố ngồi đây chơi với cô đi. Con. Sao? Ô xin mà lại ngồi gác chân lên bàn, nhai táo, uống rượu tây, xem tivi. Thế anh vẫn là chủ nhà đấy chứ? Dạ vẫn. Thế mà chủ nhà thì đi chợ, nấu cơm, sao lại ngược đời thế được? Bố à, cô ấy mới lên nhà con có một tháng, nấu nướng là chưa hợp mấy khẩu vị. Có một tháng rồi nấu ăn thôi mà bố biết không, con Hồng con Huệ đứa nào đứa đấy sụt mất một cân, còn thằng Bông cháu nội ông ấy đứt mất một lạng rồi đấy. Ôi giời, làm sao lại thế? Vâng, thì nhà con đi xuất khẩu lao động. Mà nó mà về nó mà nhìn thấy con cái gầy gò như thế thì nó chặt đầu con ấy. Thôi đầm ra là con cứ nhảy bổ và con làm hộ cô ấy. Một công đôi việc, làm lớn cái cho nó xong quá. Nói nhiều quá, bọn trẻ sắp đi học về rồi đấy. Thôi đi, đấy, các cháu ông nó đi học về mà nó không thấy cơm nước, này nó cứ láo loạn cả lên ấy. Thôi bây giờ bố ngồi đây chơi, con vào con làm cơm một tí là xong thôi. Đây. Anh cho tôi vào bếp để tôi cùng tâm sự với anh trong. Rồi, thế bố con mình cùng vào. Có gì thì nói chuyện nhá. Cô ngồi chơi nhá. Bố à, trông cô lành như thế thôi nhưng mà bụng lắm bố ạ, chả làm được cái gì đâu. Nấu canh nấu nướng mà ai cho một bát ô tô mì chính vào thế rồi cũng thử chết bố nhỉ. Thì anh cũng phải bảo dân người ta chứ, người ta biết làm sao được. Bố ơi, con có phải là không dạy không bảo gì đâu nhưng mà chẳng tiến triển gì cả, bao nhiêu lần rồi đấy mà vẫn cứ như thế. Tôi thà chẳng nhìn cái cô làm cô ngứa mắt còn làm gì thì xong, vừa cơm ngon canh ngọt mà lại đảm bảo vệ sinh, một công đôi việc bố ạ. Ông ơi. Hả? À, bố của chủ nhà ơi. Gì đấy? Lại đây tôi nhờ tí. Này, ông vào trong nhà tắm, ông mang mấy bộ quần áo bỏ vào trong máy giặt hộ tôi cái nhá. Không được, cô là ô xin, việc đó cô phải làm. Thôi được rồi, tôi sẽ chọn tất cả các loại màu xanh, đỏ, tím, vàng vào cùng một lúc. Được rồi. Ông cứ để tôi làm. Này. Được rồi, cô cứ để tôi làm. Cô cứ yên tâm để tôi làm. Có thế chứ. Mà cô cũng nên thu xếp quần áo, bước ra ngay khỏi nhà con trai tôi. Này, tôi nói cho ông biết nhá. Ông tưởng là tôi thích ở cái nhà này lắm à? Hả? Thế ông không sợ tôi kiện ông à? Hả? Cái gì? Cô kiện tôi ra tòa? Tôi làm cái gì mà cô kiện vớ vẩn? Này, tôi nói cho ông biết nhá. Bố con ông nó cướp đi cái quyền lao động của tôi nhá. Hả? Ai cấm cô lao động ở trong cái nhà này? Này, bây giờ tôi hỏi ông. Tôi là ô xin, tôi vào đây nhá, là tôi làm để tôi lấy lương rồi. Thế mà có được lao động đâu. Cô là ô xin, cô đến đây cô phải lau nhà, rửa bát, thổi cơm, giặt quần áo, thế thôi. Ai cấm cô nào? Thế nhưng mà con trai ông nhá, con trai ông cấm tôi không được làm bất kỳ một việc gì, bắt tôi phải ở đây nhá, ăn táo nhá, uống rượu nhá, xem tivi nhá, đọc báo nhá, nghe đài nhá, nghe nhạc nhá. Nào, thế còn bắt tôi là phải chơi làm sao cho nó hết ngày thì thôi. Đã biết rồi, ông nói đi, ông còn đuổi tôi ra khỏi nhà đấy thôi. Hả? Được rồi, thôi, bố sổ cô lành, có cái chuyện gì? Bố ơi, tôi đừng ầm ĩ lên như thế. Tại cô ấy. Tại ông ấy. Tại cô. Tại ông hỏi vào trước ấy. Tôi, anh xin lỗi em. Bố ơi, bố sao cứ đi cãi cô làm cái gì? Bố trả dạy anh em con là cái gì? Đặt sự nghiệp phục vụ lên hàng đầu. Đúng. Nhưng con phục vụ ô xin có một tí có sao đâu. Có sao đâu. Người ta lại chân yếu tay mềm. Chứ đúng không? Bố ơi, thôi như thế này này. Bố vào trong bếp với con, giúp con nhặt rau, bố con mình tâm sự cho nó vui nhá. Đi bố. Số tôi lại khổ thế này. Đàn ông tàn lan thế này thì chết thôi.